Thời gian, một thước đo vàng của những giá trị bền vững. Khi những năm tháng đầy thách thức cũng ẩn chứa cơ hội nâng tầm. Khi bề dày lịch sử không còn làm chúng ta ngủ quên mà không ngừng hướng đến tương lai. Khi những giá trị truyền thống vẫn được kế thừa nhưng cũng sẵn sàng tiếp nhận thành tựu hiện đại. Thời gian chứng dân cho những cuộc chuyển mình ngoạn mục đến từ một tầm nhìn và khát vọng lớn lao. Vina BAT, một thập niên đồng hành từ tầm nhìn chiến lược đến thực thi hiệu quả. Từ những năm đầu khi đất nước bắt đầu mở cửa năm 1994, tập đoàn British American Tobacco đã bắt đầu hợp tác cùng công ty thuốc lá Sài Gòn và công ty thuốc lá Thăng Long. Đến năm 2001, BAT và Vinataba đã tạo ra một bước chuyển mình khi hợp tác sản xuất sợi thuốc lá cao cấp thay thế cho nguyên liệu sợi đang phải nhập khẩu, giúp tối ưu hóa nguồn nguyên liệu trong nước, tiết kiệm tối đa chi phí sản xuất. Đến tháng 1 2014, cùng sự thuận lợi của các chính sách mở cửa, Vinataba và BAT đã có bước phát triển vượt bậc trong sự hợp tác khi bắt tay thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn liên doanh Vina BAT, được thành lập với vốn góp 51% Vinataba và 49% của tập đoàn BAT, chuyên sản xuất phân phối thuốc lá điếu trên thị trường Việt Nam. Đây là một cột mốc mang tính chiến lược, mang lại hiệu quả cao cho các bên đối tác, đồng thời đưa mối quan hệ hợp tác giữa Vinataba và BAT bước sang một giai đoạn mới chặt chẽ, ổn định và bền vững. Với những thành quả đầu tiên, chỉ trong vài tháng sau đó, lô sản phẩm đầu tiên được xuất bán chỉ sau 2 tháng, tháng 3 2014, 7 tháng sau, tháng 8 2014, văn phòng nhà máy mới chính thức khai trương tại khu công nghiệp Vĩnh Lộc. Và một năm sau đó đã vươn lên dẫn đầu và liên tục giữ vị trí số 1 trong phân khúc cao cấp tại thị trường Việt Nam. Khi nhà nước có những cái thay đổi về mặt pháp lý đối với sản xuất và kinh doanh thuốc lá, và đặc biệt là khi luật phòng chống tác hại thuốc lá ra đời năm 2012, thì chúng tôi phải chuyển đổi cái mô hình hợp tác với các đối tác nước ngoài, từ cái liên doanh, từ cái việc hợp tác sản xuất nhượng quyền đến việc là hợp tác để xây dựng những cái liên doanh sản xuất thuốc lá. Và chúng tôi lựa chọn British American Tobacco là một những tập đoàn thuốc lá hàng đầu thế giới để xây dựng cái liên doanh Vina BAT, với cái mục tiêu là sản xuất những thuốc lá cao cấp để nhằm chống lại những thuốc lá ngoại nhập lậu, đóng góp cho ngân sách nhà nước. Với tầm nhìn chiến lược từ ban lãnh đạo, tập thể cán bộ công nhân viên Vina BAT đã không ngừng nỗ lực để đảm bảo sự thực thi hiệu quả, tạo nên một hành trình chuyển mình đầy ngoạn mục cùng sự tăng trưởng vượt bậc cả về sản lượng và doanh thu. Cụ thể, sau 10 năm hoạt động, sản lượng tiêu thụ sản phẩm của Vina BAT đạt tốc độ tăng trưởng 11%, từ 88 triệu bao năm 2014 đến năm 2023 đã tiêu thụ được 250 triệu bao. Đặc biệt, tháng 10 năm 2021, chỉ số hiệu suất sử dụng máy OEE lần đầu đạt 85,6%, chính thức ghi danh vào câu lạc bộ 85% của tập đoàn BAT toàn cầu. MTBF đạt 44 phút, đứng top đầu trong tập đoàn BAT. Đạt doanh thu 3.250 tỷ đồng năm 2023 với tốc độ tăng trưởng 10 năm của chỉ tiêu doanh thu là 14%. Lợi nhuận năm 2022 lần đầu tiên đạt kết quả ấn tượng là 564,9 tỷ đồng với tốc độ tăng trưởng 10 năm là 23%. Trong 10 năm hoạt động, Vina BAT đã đóng góp tổng cộng 20.563 tỷ đồng cho ngân sách nhà nước. Liên doanh Vina BAT là một trong những doanh nghiệp dẫn đầu ngành và thuộc top các doanh nghiệp Việt Nam đóng góp vào ngân sách nhà nước. Các con số này là minh chứng cho hoạt động sản xuất hiệu quả và liên tục phát triển. Với các đóng góp tích cực vào ngân sách nhà nước, liên doanh Vina BAT liên tục nhận các bằng khen của Cục trưởng Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh về các thành tích chấp hành tốt chính sách thuế năm. Hi everyone, it's my pleasure to represent BAT leadership team to share the sincere congratulations. The business performance of SMEs has been outstanding, delivering plus 8% volume growth, 15% net turnover and 26% profit growth year-on-year CAGR since 2014. It's very handful of the BAT entities and Vinataba who could grow such wonderful results across all key metrics. It is also clear indications that SMD is a such strong, sustainable business. The factories is also the top tobacco companies tax contributors in the country. I would also like to express my sincere appreciation to Vinataba for such support and strong partnerships,
in order to deliver such wonderful, amazing result. Không dừng lại ở giá trị bền vững về kinh doanh, hiểu được vai trò chia sẻ các trách nhiệm xã hội, tạo nên một cộng đồng bền vững và hạnh phúc, cán bộ công nhân viên Vina BAT luôn tích cực chủ động trong các phong trào thiện nguyện, chia sẻ cùng những mảnh đời khó khăn. Và trên thế nữa, giá trị bền vững tại Vina BAT còn làm bền vững cho một môi trường sống ngày càng lành mạnh và trong lành. Vina BAT không ngừng đưa ra những sáng kiến và nỗ lực không ngừng nhằm giảm thiểu tối đa những tác động gây hại đến môi trường. Đến năm 2020, công ty đã tổ chức nhiều đợt tập huấn về phân loại rác thải cho tất cả nhân viên cũng như triển khai các sáng kiến về môi trường. Từ tháng 4 2021, Vina BAT đã tự hào đạt được cột mốc không còn rác thải nào được chuyển đến bãi chôn lấp từ nhà máy. Chứng chỉ năng lượng tái tạo quốc tế IRED là một trong những tiêu chuẩn đang được công ty đầu tư hàng năm từ 2021 nhằm thể hiện sự chủ động và cam kết trong hành trình chuyển đổi năng lượng xanh. Yếu tố bền vững thứ ba mà Vina BAT luôn theo đuổi chính là bền vững từ những giá trị cốt lõi bên trong. Con người chính là giá trị cốt lõi để duy trì truyền thống và tạo nên sự phát triển không ngừng trong tương lai. Chính vì thế, từ những ngày đầu thành lập, chúng tôi không ngừng đưa ra các chương trình đảm bảo an toàn trong sản xuất cũng như áp dụng các hệ thống quản lý tiên tiến như chương trình 5S thúc đẩy an toàn lao động và hiệu quả cao trong công tác sản xuất, là nhà máy liên doanh đầu tiên trong tập đoàn BAT toàn cầu đạt được chứng chỉ hệ thống các quy trình sản xuất tích hợp IWS giai đoạn 2. Tính đến tháng 3 2024, Vina BAT thành công đạt mốc 10 năm không tai nạn lao động, Zero Accident. Không chỉ dừng lại ở đó, liên doanh Vina BAT vẫn luôn đặt việc đào tạo và phát triển đội ngũ nhân tài lên hàng đầu. Với tầm nhìn, con người là trọng tâm cũng như là tài sản quý giá nhất của công ty. Công ty đã không ngừng tổ chức các khóa đào tạo và huấn luyện xuyên suốt trong nhiều năm với các chủ đề đa dạng, giúp nhân viên có nhiều cơ hội học hỏi và không ngừng trau dồi phát triển kỹ năng. Với nhiều cơ hội học hỏi, thăng tiến trong công việc, cùng với tinh thần không ngừng phát triển, cải thiện bản thân, có thể nói liên doanh Vina BAT đóng vai trò như cái nôi bồi dưỡng nhiều cán bộ cấp quản lý tại Việt Nam nói chung và các đơn vị trực thuộc Vinataba nói riêng như công ty thuốc lá Hải Phòng, công ty cổ phần Cát Lợi, công ty thuốc lá Bến Tre. Bên cạnh đó, liên doanh Vina BAT cũng luôn chú trọng đến đời sống và phúc lợi giúp nhân viên, tạo dựng một môi trường cởi mở, sẵn sàng lắng nghe để cải tiến, tạo điều kiện để an tâm làm việc và cống hiến, hướng đến mục tiêu chung. Chính nhờ sự đoàn kết từ cán bộ công nhân viên, sự thấu hiểu và tận tâm từ ban quản lý, sự hỗ trợ hết mình đến từ quan hệ hợp tác của Tổng công ty thuốc lá Việt Nam Vinataba và tập đoàn British American Tobacco BAT, liên doanh Vina BAT đã tự hào chứng kiến nhiều cột mốc đáng nhớ trong suốt hành trình 10 năm với sự đồng hành của nhiều nhân viên đã gắn bó với công ty từ những ngày đầu tiên. Thành tựu lớn nhất trong 10 năm hoạt động của công ty Vina BAT là xây dựng được một đội ngũ nhân lực đoàn kết, năng động và mạnh mẽ. Đội ngũ nhân viên này không những kế thừa và phát triển thành công chiến lược hợp tác giữa Vinataba và BAT trên cơ sở phân xưởng nhãn thuốc lá quốc tế của công ty thuốc lá Sài Gòn, mà còn nỗ lực phấn đấu để đạt được những kết quả sản xuất kinh doanh đáng tự hào. Sự chuyên nghiệp và linh hoạt của đội ngũ nhân lực đã giúp cho công ty vượt qua được những khó khăn và thách thức, đồng thời phát triển bền vững trong một môi trường cạnh tranh để hướng đến tương lai tươi đẹp. Hôm nay với rất là nhiều niềm vui và cảm xúc lẫn lộn, trong ngày vui của công ty Vina BAT của chúng ta là một chứng nhân trải qua trong cái sự hình thành và phát triển của công ty. Tôi luôn rất là tự hào về tập thể của chúng ta luôn vững mạnh đoàn kết cùng đưa công ty đạt được những thành tích cao nhất. Và nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập công ty liên doanh Vina BAT thì tôi xin gửi lời tới ban lãnh đạo công ty và toàn thể người lao động công ty liên doanh Vina BAT lời chúc mừng tốt đẹp nhất và mong rằng công ty sẽ luôn luôn phát triển, đạt được những mục tiêu, đem lại những lợi ích tốt cho các đối tác trong liên doanh. SMD will be the front and center of our Vietnam business. It will continue place as engine to support our growth agenda in Vietnam. Up on SMD's 10-year anniversary, I would like to wish us a continued success and growth, and congratulations, and let's together enjoy the celebration today. Nhân dịp kỷ niệm 10 năm
hình thành và phát triển công ty liên doanh Vina BT với cương vị là tổng giám đốc. Tôi xin chân thành cảm ơn và chúc tất cả các bạn phát triển thành công cùng với sự lớn mạnh của công ty liên doanh Vina BT. Xin trân trọng cảm ơn. 10 năm của sự nỗ lực và không ngừng phấn đấu hoàn thiện ở các lĩnh vực, 10 năm không ngừng kế thừa và đổi mới, 10 năm vững tin và hướng đến tương lai vì một mục tiêu chung. Tất cả thành quả mà liên doanh Vina BAT đã đạt được là minh chứng rõ ràng nhất. Nhưng chắc chắn với liên doanh Vina BAT, đây chỉ là những bước khởi đầu. Chúng tôi vẫn không ngừng tiến về phía trước với các mục tiêu lớn lao và bền vững hơn, góp phần vào sự tăng trưởng của nền kinh tế nước nhà, cũng như đem đến các giá trị tích cực cho xã hội và con người. Đây chính là tôn chỉ hàng đầu, cũng như là kim chỉ nam cho liên doanh Vina BAT.